Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha đang dồn lịch thi đấu. Ở giữa tuần này họ sẽ thi đấu ngay vòng đấu thứ bảy, trước khi bước vào cuối tuần với vòng đấu thứ 8 hơn các giải đấu khác như ngoại hạng Anh, Serie A hay Ligue ăn đến hai vòng đấu. Ở vòng 7 La Liga mùa này, cuộc so tài giữa Real Madrid và Alaps diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 25 tháng 9 nhận được nhiều sự quan tâm. Ở màn so tài sắp tới câu lạc bộ Real Madrid và Alaps, đội chủ nhà sẽ hướng tới mục tiêu giành chiến thắng thứ 5 trên mọi đấu trường khi tiếp đón Alaps tại Bernabeu. Thầy cho Ancelotti đang đạt phong độ cực cao và hứa hẹn sẽ tiếp tục giành chiến thắng khi được chơi trên sân nhà câu lạc bộ Real Madrid không thể hiện phong độ hủy diệt như mong đợi ở đầu mùa giải này. Tuy nhiên, điều đó càng khiến các đối thủ run sợ hơn bởi Los Blancos vẫn bất bại, thắng 6 trong 8 trận trên mọi đấu trường. Câu lạc bộ Real Madrid đã giành siêu cúp châu Âu khi đánh bại Atalanta vào tháng trước. Ở mặt trận Champions League, Real cũng đã mở màn với chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Stuttgart tại Bernabeu. Tại đấu trường La Liga, Real Madrid đã thắng 4 và hòa 2 sau 6 vòng đầu tiên. Nhờ phong độ cao trong thời gian gần đây, Real Madrid đã thu hẹp khoảng cách tới ngôi đầu bảng của Barca xuống còn một điểm, nhưng đã chơi nhiều hơn một trận đấu. Real Madrid hòa hai trong ba trận đầu tiên của mùa giải mới. Tuy nhiên, họ đã thắng ba trận liên tiếp gần đây ở La Liga. Real đã đánh bại Betis Sociedad và Espanyol, ghi tổng cộng 8 bàn trong những trận đấu này. Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe đang dần dần tìm được cảm giác tốt nhất trong màu áo của Real Madrid. Hiện tại, tuyển thủ Pháp đã có 6 bàn thắng và một pha kiến tạo trong 8 lần ra sân. Người hâm mộ có lẽ không phải chờ quá lâu nữa để chứng kiến cầu thủ 25 tuổi đạt phong độ cao nhất. Ở trận đấu tới, câu lạc bộ Real Madrid sẽ không có sự phục vụ của bốn cầu thủ là Eduardo Camavinga, Gianni Ceballos, David Alaba và Brahim Daya vì chấn thương. Jude Bellingham và Gianni Carvajal đều phải rời sân trước Espanyol vì chấn thương nhưng đều không có gì nghiêm trọng. Dù vậy, huấn luyện viên Ancelotti cũng chưa chắc đã mạo hiểm với trường hợp của những cầu thủ này ở trận đấu với Alap sắp tới. Điểm tựa Santiago Bernabeu hai đội khách vừa có một mùa giải tốt khi trở lại với La Liga và cán đích ngay ở vị trí thứ 10. Sang đến mùa giải này, Alap còn thể hiện tốt hơn với chuỗi trận ấn tượng đầu mùa. Alap đã thắng 3 hòa 1 và thua 2 sau 6 vòng đầu tiên, chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Alap không phải tham dự Cúp châu Âu nên chỉ cần tập trung chinh chiến tại La Liga mùa này. Đây sẽ là một lợi thế nếu Alap duy trì được phong độ để đua tranh xuất dự cúp châu Âu. Phong độ của đội bóng này hiện tại rất xuất sắc với 3 chiến thắng trong 4 trận đấu gần nhất. Ở mùa giải năm ngoái, Alas đã thua thảm 0-5 tại Santiago Bernabeu. Với dàn siêu sao đang dần tìm lại cảm giác tốt nhất của Real Madrid, có lẽ Alas sẽ lại phải hứng chịu một thất bại đậm tương tự ở mùa giải này. Real Madrid vừa tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình khi thi đấu trên sân nhà Bernabeu bằng việc hủy diệt Espanyol. Phong độ của Real mùa này rất tốt và họ cũng đang có 4 trận thắng liên tiếp gần đây. Real Madrid cũng đã thắng Alas trong 5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội. Đội chủ nhà Real Madrid hàng công ấn tượng ở mùa giải này và gần như chắc chắn ghi được bàn trên sân nhà. Trong khi đó, Alap cũng đang đạt phong độ cao và ghi được 9 bàn trong 6 trận đã đấu, do đó, có thể tin tưởng hai đội đều ghi được bàn thắng ở trận đấu tới.